Ok, hello anh em nha. Thì video này mình đã quay khá là lâu rồi nhưng mà tới bây giờ mới đăng được, tại vì thời gian qua bận khá là nhiều việc á. Cho nên video này khá là nhiều anh em chờ ha. Mình thấy anh em comment phía dưới hóng rất là nhiều là lên cái bộ này trên xe và quay tư thế lái cho anh em xem. Thì video này một lát nữa mình sẽ quay tư thế chạy luôn cho anh em. Mình có một cái video hôm trước mình đã quay. Tại giờ này mình bận nhiều việc riêng quá. Thì đây là cái bộ thứ hai anh em, còn cái bộ trước mình quay cho anh em xem trên video đó thì cái bộ đó nó gặp trục trặc một tí thì nó mất rồi. Bộ này mình đã chạy là bộ thứ hai rồi. Thì khi mà chạy bộ thứ hai này mình đã có nhiều phần nâng cấp cải tiến, tại vì cái bộ trước chỉ là bộ demo thôi. Còn bộ này mới là bộ hoàn thiện ha. Thì như anh em thấy ở trên hình, đây là cái phần ở phía bên phanh anh em, bên chân phanh. Đó, đây là cái phần lát nữa mình sẽ quay phía bên chân số luôn cho anh em xem. Đây giờ mình sẽ quay chi tiết cho anh em coi nha. Đây. Đây là cái bộ chân phanh ha. Thì mình đã thay thế bằng ben đạp Racing Boy rồi. Đúng ra là xài benzin cũng được nha anh em, xài benzin vẫn được. Nhưng mà benzin thì cái coi dầu nó sẽ quay xuống ha. Với lại mình cảm thấy benzin mình xài Yamaha khá là lâu thì mình thấy là benzin của Yamaha nó cũng không có được bền lắm. Cho nên sẵn thì mình thay thì mình sẽ thay luôn. Đây anh em xem ha, chi tiết. Đó, phần bình dầu thì tại vì nó quá gần anh em, nó quá gần như chỗ bắt này, cho nên cái ống này nó sẽ bị cớp, nên mình dời lên đây. Đó, mình dời phía lên trên này nè. Đó. Vì đây là bình dầu kính anh em, bình dầu này nó làm bằng nhôm nguyên khối, nó không có con mắt để cho mình xem mực dầu, cho nên mình đi bằng ống dầu trong để mình dễ dàng mình theo dõi dầu ha. Đó, ống dầu này mình làm bằng ống xăng Mỹ anh em. Vì lên cái bình dầu dưới là AM rồi thì mình lên bình dầu trên cũng là AM luôn. Đó, cho nó hợp ha. Trước sau thì là AM hết. Ống xăng Mỹ ha. Đó. Cái bát bình dầu này là mình chế từ một cái cọng inox nha anh em. Cọng inox mình sơn đen. Đây anh em xem nè, bắt chung với con ốc này nè. Con ốc giữ tay lái đó. Đó mình dặn ốc dài hơn một tí cho nó dư phía dưới rồi mình siết lại thôi. Đó, đơn giản là như vậy. Đó, nhìn cũng khá là ok ha anh em. Rồi, phần cục gác này là mình sử dụng cục gác của Rizoma anh em, nhôm CNC của Rizoma. Đó, anốc rất là bóng và đẹp. Bộ này thì chưa được anốc. Đó, phần logo mẫu trước thì mình chạy trên cái cánh này. Lần này mình chạy xuống cái bát dưới đây ha. Và mình chạy chìm nha anh em. Thì sắp tới mình sẽ sơn cái logo này lại màu đen hoặc là màu đỏ. Thì khi mà CNC chìm thế này thì cái việc sơn nó cũng khá là dễ anh em. Rồi, đây cái này là cái cục đá số và đạp phanh nè, tăng chỉnh được ha, mình đang chỉnh ở mức giữa đó. Rồi cơ cấu của nó đây, nó sử dụng cái công tắc đèn phanh zin luôn nha anh em, công tắc đèn phanh zin luôn. Đây anh em xem phía sau nè, đó đây là cái công tắc đèn phanh zin nè. Đó, khi đạp thì phanh cũng sáng bình thường nha. Đây khi đạp phanh thì đó, cũng khá là nhạy ha, chỉ cần chạm nhẹ thôi là sáng liền. Rồi ở đây thì mình đã chỉnh cái mức là cái bát tăng chỉnh này nó có hai mức xa gần và ba mức cao thấp. Thì mình đã chỉnh cái mức cao thấp thì mình chỉnh là ở mức giữa, còn cái mức xa gần thì mình chỉnh cái mức gần nhất. Tại vì lúc mà mới về á, mình chỉnh mát luôn anh em, maximum thì nó sẽ đưa hết về phía sau và cao hết về phía trên. Nhưng mà như vậy thì cái tư thế ngồi mình nằm dài luôn anh em, cái chân mình nó đưa ra rất là nhiều phía sau, nằm dài luôn, nằm như là mấy chiếc Hayabusa vậy đó. Cho nên mình cảm thấy là không có phù hợp với lại cái form xe của R3 lắm. Thì mình tăng lại thì vậy, lúc này là đã ổn định rồi, tư thế này nó rất là cân đối. Tư thế này nó tựa trên mấy chiếc Ducati Panigale vậy đó, tư thế ngồi á nó tựa giống thôi chứ không thể nào giống được như Ducati được. Rồi tiếp đến là mình sẽ nói về phần ben phanh này. Ben phanh này cực kỳ ăn nha anh em. Anh em xem nè, cái thế ben nè cực kỳ ăn luôn ha. Nó chỉ cần chạm nhẹ thôi là nó đã có lực phanh rồi, rất là ok. Đó, vậy là đã xong một bên ha. Giờ mình sẽ quay bên kia cho anh em xem. Ok, ở đây là phần bên chân số. Thì bên đây là cái phần mình khá là tâm huyết anh em, tại vì nó rất là đẹp, nó không có bị rườm rà bởi ben đạp này nọ ha, nó đơn giản, nó đẹp.
Đó thì anh em thấy rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay chi tiết cái phơi bên chân số cho anh em xem á. Thì ở chân số này là mình đã trang bị cho nó một cái đũa số nhôm. Cái đũa này là nó giả quýt ship anh em đó, rất là thú vị á. Đây giả quýt ship, mình copy cái cục quýt ship mình cho chạy CNC bằng nhôm luôn đó, nhìn rất là giống quýt ship luôn anh em, chỉ thiếu còn dây điện thôi. Anh em nào muốn giống nữa thì mình khoan một lỗ nhẹ rồi cái mình gắn sợi dây điện vô là nhìn y chang luôn. Đây đó, đều có bạc đạn hết nha anh em, rất là nhẹ, rất là chính xác. Ở đây thì mình cái cò bắt vô cần số zin á thì nó hơi đưa vào phía trong thì nó sẽ cọ cái phần này, và nó có cái bạc đạn mắc trâu zin đó anh em, bắt chết vô luôn, cho nên mình sợ mất zin cho nên mình thay cục này. Cục này nó chỉ có mấy chục ngàn thôi. Cái này là cái cò cần số của S135 anh em, nó sẽ đưa ra ngoài nhiều hơn và nó không có bạc đạn, nó tự do, mình bắt được cái bạc đạn mắc trâu này rất là tiện lợi, chỉ có mấy chục ngàn thôi, mua chính hãng luôn đó, rất là ok ha. Rồi vẫn là dùng cục gác của Rizoma nè, rất là gọn, nhìn rất là nhẹ thể thao. Rồi cái này là bắt chết không có xếp nha anh em, tại vì mình ôm cua cỡ nào cũng không bao giờ cạ được tới vì nó rất là cao đó. Rồi mấy cục cao su này là mua zin của Yamaha hết, Yamaha xài chung, xe nào cũng xài chung cục này hết đó, mua cục này. Rồi anh em thấy rồi đó, anh em xem ha chi tiết. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi cho anh em xem và cuối thì mình sẽ có một cái video chạy trên xe luôn cho anh em coi ha. Rồi thì cái này trong nhà mình không có mang giày nha anh em, nên nhìn cái chân nó sẽ hơi xấu, hơi thô, anh em thông cảm nha. Ok bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem. Đá số cực kỳ nhẹ nha anh em, đá số về N cũng rất là chuẩn luôn đó. Ok bây giờ mình sẽ đến cái phần quay chạy cho anh em xem ha. Ok anh em, bây giờ sẽ là phần cuối cùng, là phần quan trọng nhất, đó là phần những anh em nào mà thích cái bộ này, muốn có một bộ như thế này, hoặc là anh em muốn thiết kế một cái bộ nào mà đó cho riêng anh em cứ việc inbox riêng với mình trao đổi thì mình có thể thiết kế và gia công cho anh em một bộ. Còn nếu y thế này sẽ khá là đơn giản, tại vì mình đã có làm file sẵn rồi, file chạy máy sẵn rồi đó. Thì một cái bộ như thế này thì chi phí làm hoàn thiện như thế này thì khi mà anh em đặt bên mình á thì mình sẽ làm khoảng tầm khoảng từ 1 tuần cho tới 10 ngày nha anh em đó, tại vì cái này là anh em mình chạy lẻ, còn những cái xưởng CNC người ta chỉ nhận đơn đặt hàng số lượng lớn thôi. Thì khi mình làm á, thứ nhất là phải quen biết, thứ hai là người ta sẽ
chờ khi nào mà trống máy người ta chen người ta chạy cho mình thì mới được, chứ anh em sắn vô anh em chạy một bộ là không thể nào mà có liền nha, trừ khi là anh em có một cái gì đó gọi là tình cảm thật là nhiều thì mới được. Thì chi phí chạy một bộ này là khoảng tầm 2,5 triệu, tại vì cái tiền công chạy á thì nó khoảng 1,5 triệu, còn cái tiền mà những cái chi tiết này anh em như là đũa số nè ha, đũa số rồi mấy cái cao su này, cục gác rồi ốc nè, các cái con ốc ha, rồi những cái bạc đạn nữa anh em, những cái bạc đạn cục canh rất là nhiều chi tiết nhỏ cộng lại. Thì cái này là tại vì mình tận dụng đồ có sẵn anh em, còn khi mà mình làm cho anh em thì chắc mình sẽ làm bằng cái đũa này anh em. Đây mình sẽ làm cho anh em cái đũa inox như thế này nè, inox cây này là inox 6 ly thì cái cộng inox của nó rất là to, anh xem là nó rất là to và nó được chạy ren hai đầu. Tại vì cái này anh em làm mình làm cho anh em dễ tăng chỉnh ha, dễ anh em tăng chỉnh xa gần thì nó sẽ rất là ok đó. Còn cái này nó rất là phức tạp anh em, nó cần từng khớp này rất là phức tạp, anh em sẽ khó ráp. Cái bản mà mình ráp mình làm cho anh em sẽ rất là dễ. Đặc điểm là cái bộ này anh em chơi số ngược cũng được nha, số ngược nghĩa là anh em quay ngược cái cò số này lên trên ha, là mình đạp số ngược vẫn được, là số nó y như những cái xe bình thường là mình vào số thì mình đạp tới, còn mình về số thì mình móc ngược đó. Còn như thế này là như diêm rất là nhẹ, nên thấy không, còn ngón tay này đó. Thì cái bộ này là nó sử dụng với bát, cặp bát này là tính riêng nha anh em, cặp bát này là tính riêng, tại vì cái bộ này em mua vậy nên bắt trực tiếp vào trong sườn vẫn được nha, vẫn được, và cái hiệu năng nó mang lại vẫn cao và xa hơn là cái chân zin, tại vì cái chân zin anh em nó nằm ở đây nè, nằm vị trí này nè, cục gác đó. Đó, còn cái này dù anh em bắt trực tiếp vào sườn thì nó vẫn cao và xa hơn, nó vẫn đạt được cái yêu cầu mục đích của anh em. Còn lên cái bát này thì anh em tăng chỉnh được nhiều nấc, nhiều hướng hơn đó. Thì cái bát này là riêng mình cũng có bán luôn rồi. Cái bộ này thì nếu anh em làm anh em phải gửi cọc cho mình trước, tại vì bên xưởng CNC người ta vẫn bắt mình gửi cọc trước, dù là có quen biết chạy bộ nào là gửi cọc của đó anh em, mà gửi cọc còn nhiều nữa, gửi cọc ví dụ như bộ này 1,5 triệu thì người ta bắt mình cọc tới khoảng 800.000 900.000 đó người ta mới chịu chạy, tại vì cái phôi này anh em biết không, cái phôi nhôm này khi mà chạy rồi là coi như bỏ. Với lại khi mà bộ này mà chạy người ta phải làm một cái bàn gá anh em, một cái bàn gá cho riêng cái bộ này đó, thì nó rất là tiền công rất là phức tạp, cho nên tiền công nó mới cao và họ mới có nhiều cái yêu cầu riêng cho cái bộ này như vậy đó. Thì đây là nhôm 6061 nha anh em, là nhôm 6 nha, vì cái bộ này mà chạy bằng nhôm 7 thì nó sẽ ra tầm khoảng 5-6 triệu lận, tiền phôi này không đó, chưa có tính mấy chi tiết lỉnh kỉnh, thì nó ra bộ số 7 khoảng tầm 7-8 triệu á, nếu mà chạy bằng nhôm 7. Nhôm 7 nó cực kỳ cứng nha, nó cứng hơn nhôm này rất là nhiều đó, và nó lại mất tiền hơn rất là nhiều, tiền nào của nấy. Và đối với xe này thì nhôm 6 là ok rồi anh em, vì đa phần những bộ số 7 trên thị trường đều làm bằng nhôm 6 chứ ít. Thường thường mấy bộ của Gillette á, của mấy bộ Gillette, mấy cái hàng cực phẩm cao cấp á, Vortex rồi đó, mấy thằng đó đó mới xài nhôm 7, chứ ít có thằng nào xài nhôm 7 lắm, tất cả là nhôm 6 hết, cho nên sẽ khá là ok. Rồi anh em lên bộ này thì anh em tháo mấy cái cặp te này ra rất là dễ nha, này nó thấy không, mình thiết kế rồi con ốc rồi nè, anh em đút lục giác vô là tháo hai ốc này lấy cặp te thôi, thay vì cái bộ zin thì cái cánh che chân mình nó đã che con ốc này rồi đó, thì nó tháo là sẽ khó khăn hơn một tí thôi, nhưng mà cũng là như vậy cũng là ok rồi đó, em thấy không. Rồi nếu anh em cần thì anh em liên hệ với mình, thông tin với phần mô tả là anh em sẽ có, là nó sẽ có Zalo, Facebook, có số điện thoại của mình luôn, mình ở Cần Thơ nha anh em, địa chỉ ở Cần Thơ đó. Anh em nào mà thích cùng chung đam mê sở thích đó thì anh em lên. Phần logo này thì anh em thích logo của mình thì mình chạy, còn anh em thích logo của anh em như tên của anh em hay là một con số gì đó anh thích, anh em có việc yêu cầu đi mình sẽ chạy cho anh em ra cái phần đó luôn đó. Và mình sơn màu cho anh em cái phần logo này luôn. Còn về khâu anốc màu á, anh em muốn đỏ đen vàng trắng gì đó thì cái này nó hơi khó, vì mình đã liên hệ với lại xưởng anốc rồi nhưng mà không thành công anh em, tại thời điểm này khá là ít xưởng anốc nó chịu nhận làm những cái bộ lẻ như thế này, người ta làm là lãnh số lượng lớn không à, còn làm lẻ thì rất là khó và chi phí cực kỳ cao. Anốc một bộ này có khi là 800-900 ngàn đó, nó gần bằng cái bộ số gãy này luôn rồi, cho nên mình mới không có anốc đó. Và mình sử dụng một thời gian thì mình cái bộ này mình chạy cũng khoảng tầm 2-3 tuần rồi, mình thấy cái mặt nhôm này cũng khá là ok, nó không có chạy xước gì nhiều nè, như anh em thấy trước mắt nè, rất là bóng và đẹp đó. Thì mình vẫn để trắng cái này mình chạy luôn cho nó nổi bật cái bộ số gãy trên cái xe mình, vì cái xe mình nó quá đen rồi đó. Với lại nó cũng như bộ zin cũng toàn là trắng ha, thì bộ này cũng trắng luôn đó, mình lên như thế này thì nó khá là đẹp.
và hài hòa. Rồi sắp tới thì mình sẽ lên máy ốc Titan luôn. Nhiều anh em comment nói là lên kêu lên ốc Titan, thì tạm thời thì mình chưa có tìm những con ốc này mà đúng cái size được, ốc Titan đúng size được, mình đang tìm ha. Đủ thì mình sẽ lên luôn trọn bộ. Rồi, cảm ơn em đã xem video ha. Hãy là cho mình một like nha, chia sẻ kênh và theo dõi kênh của mình, thường xuyên ra những cái video độ chế đồ xe. Ok, bye bye anh em.